Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì trong các video trước, Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn cái dòng máy đo nồng độ oxy trong máu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái máy đo hiệu Zumber. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy, nên là có hàng giả, hàng nhái, hàng không chính hãng, hàng Trung Quốc rất là nhiều. Thì cả nhà mình có thể xem lại video cũ. Ví dụ giống như dòng máy Zumber này nè, cái hàng này giá của hãng là 990.000. Đó, có tem phụ và có đầy đủ thông tin bảo hành 2 năm trên đây. Còn những dòng máy hàng giả nhái thì giá nó có một nửa thôi, nên là cả nhà mình nhớ lựa chọn sao cho phù hợp nha. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng cái này. Cái này thì khá đơn giản cả nhà ha. Còn giá đó là giá niêm yết của hãng 990.000. Thì cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn theo số điện thoại bên dưới để cập nhật giá mới nhất, hoặc là chương trình hỗ trợ của hãng cũng giống như hỗ trợ từ Sức Khỏe 60 Giây. Rồi bây giờ mình thử máy nha. Mình mở máy ra thì bên trong có một cái máy và một cái túi. Đó. Rồi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Có pin và có dây đeo. Thì cái máy này rất là dễ xài cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ mở máy ra nha. Cái máy rất là gọn nhẹ. Cả nhà mình thấy không? Ở phía sau là cái nắp pin. Ở phía trước thì có màn hình OLED nha. Những cái dòng máy mà LED 7 đoạn là cái máy Trung Quốc, còn này OLED màn hình rất là đẹp và có một khung chấn. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ bỏ pin vào, mình bật cái nắp pin ra nha. Nó có cái chốt như này nè, gạt ra, gạt lại, gạt xuống ha. Rồi mình mở nắp ra. Anh nhà thấy không? Thì mình sẽ thay gắn bằng hai viên pin 3A. Thì trong các video về hướng dẫn sử dụng máy, Hoàng Sơn có nói với cả nhà mình là nên lựa pin tốt. Tại vì pin không chảy pin á, mình để lâu trong đây được. Còn những dòng máy rẻ tiền á, những dòng pin rẻ tiền á, mình bỏ quên trong đây sẽ chảy pin hư máy rất là tiếc. Nhiều khi máy mình sử dụng rất là nhiều năm, còn pin rẻ tiền mình lỡ không có mua được pin mắc, mình xài xong mình phải lấy pin ra. Còn pin tốt mình để luôn trong máy luôn. Rồi mình bỏ đầu cộng đầu trừ theo đúng nha. Đó. Rồi bây giờ mình đẩy nắp pin lại nè, có cái chốt ha, đẩy nắp lại. Rồi mình ra cái chốt xong. Rồi bây giờ mình sẽ để cái máy. Đầu tiên là mình phải ngồi nghỉ tầm khoảng 5-10 phút sau khi mà mình đi làm việc. Cái sức khỏe mình nó tim đập nhanh này nọ thì mình sẽ đo rất khó chính xác. Nó dẫn ra kết quả nhưng mà không có nói lên được cái sức khỏe của mình nó đúng hay không. Thì mình ngồi nghỉ khoảng 5 phút. Rồi mình vệ sinh cho sạch cái đầu ngón tay. Và nếu mà như mình có nước sơn ngón tay thì mình cũng phải lau sạch, hoặc là móng tay giả mình cũng phải lấy ra để đo để có độ chính xác nha. Ví dụ cái móng tay mình bình thường vậy thì cái máy nó hiểu là như vậy, nhưng mà mình có một cái lớp móng tay giả hoặc là lớp nước sơn lên thì chắc chắn là rất là khó để có được kết quả chính xác. Rồi cái bàn tay mình để như này ha, cái màn hình vậy cả nhà thấy nha. Mình mở ra, mình kẹp vào đó, giống như bàn tay mình để úp trên cái bàn đó, và cái màn hình mình nhìn thấy nè. Rồi mình bấm nút đó, cả nhà coi cận cảnh nha. Nồng độ oxy trong máu cả nhà đang đo nè. Nếu mà bình thường á, mình đo tầm khoảng 94% trở lên là trung bình, bình thường tốt. Còn 96% là rất là tốt cả nhà ha, 96% trở lên. Đó, nhịp tim mình đập hơi nhanh nè, do mình đang nói chuyện là 86 nhịp đập trên phút. Còn đây là nồng độ oxy là 100% đầy đủ ha. Đó. Thì cả nhà mình có thể kẹp giữ xíu để mình xem cái mức độ ổn định của nó như thế nào. Đó, nó giữ im ở mức trung bình là 99-100% là ok. Đó, nồng độ SpO2. Rồi, nếu mà như cả nhà mình đó, có quan tâm về SpO2 là gì, hoặc là cái nồng độ bao nhiêu là ổn, thì mình có thể xem ở những cái video chuyên về cái chủ đề đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn rất là đơn giản cái cách xài này. Rồi, cả nhà thấy nó gọn nhẹ đơn giản không? Rồi để mà cài đặt thì sao? Đó, khi mà cài đặt thì nó có một nút này thôi. Rồi cả nhà mình dòm thật gần nha. Đó, đầu tiên á, là mình sẽ mở máy lên nè. Mình đè giữ máy nè, một bấm một cái mở máy và đè giữ khoảng 3 giây. Đó, thì nó sẽ vào màn hình như thế này. Thì mình sẽ bấm từng cái một. Đó, cái ngôi sao nó nhảy xuống nè, dòng tiếng bíp nè ha, và là dòng cài đặt khác. Đó, thì mình để đúng vị trí đó mà mình đè giữ luôn khoảng 3 giây. Đó, thì nó sẽ chuyển cái chức năng. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ cả nhà mình cũng không nên cài đặt, tại vì cái máy nó đã cài đặt tự động đầy đủ hết rồi. Đó, mình chỉ kẹp vào đo thay cho đơn giản nha. Rồi mình xuống chữ exit nè, mình đè giữ 3 giây. Đó, thì nó sẽ thoát ra thôi.
rồi nó thoát ra thì nó ở cái chế độ đo nồng độ oxy. À, mình có thể đo hoặc không đo thì nó sẽ tự tắt sau 20-30 giây. À, cả nhà thấy không, nồng độ oxy mình nó sẽ thay đổi liên tục nhưng mà dao động quanh ở 99% là ok, quá tốt rồi ha. À, cả nhà thấy không, mình đang nó đang đo thì đây nhịp tim mình đang đập bình thường, còn bây giờ mình lấy ra đó thì nó không đo được đó, màn hình nó sẽ tắt đi rồi, thấy không, rồi tí xíu nó sẽ tự tắt luôn. Rồi đó là cái cách xài đơn giản của dòng máy Zumber hàng chính hãng ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.